Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ảnh giả nổi bật nhất trong trào lưu sân cờ nóc nhà. Ngày 15 tháng 8, BBC tiếng Việt bình luận, biến mỗi nóc nhà thành lá cờ, nổi bật nhất lại là hình ảnh giả. Theo đó, nổi bật trong trào lưu biến mỗi nóc nhà là một lá cờ tổ quốc, là một số bức ảnh có cảnh những mái nhà phủ kín quốc kỳ ở Thanh Hóa. BBC cho biết hình ảnh này được nhiều nhóm và người dùng mạng xã hội chia sẻ lại, cùng với sự bày tỏ niềm tự hào, phấn khích. Nhiều người cổ vũ việc sơn cờ cần được nhân rộng. Trong đó, trang Facebook của VTV Cap, tin tức thuộc đài truyền hình Việt Nam, chia sẻ với dòng chú thích: Việt Nam dạo này quá tuyệt vời, Yên Định, Thanh Hóa, ảnh Lương Xuân Tâm. Với cách đăng tải như vậy, không bất ngờ khi nhiều người tưởng rằng ở Thanh Hóa thực sự có những mái nhà sơn quốc kỳ Việt Nam như vậy. Thực tế, BBC cũng cho biết đây là bộ ảnh đã qua chỉnh sửa Photoshop. Tác giả là ông Lương Xuân Tâm. Ông Tâm chia sẻ với truyền thông nhà nước rằng ông vô cùng bất ngờ khi bộ ảnh được quan tâm và chia sẻ nhiều đến như vậy, và cho rằng các chia sẻ mà không nêu rõ là ảnh đã qua Photoshop đã dẫn tới hiểu lầm. Hiện tại, ông Tâm nói đã khóa bộ ảnh này trên trang Facebook cá nhân. BBC đặt câu hỏi liệu những tài khoản chia sẻ lại bức ảnh của ông Tâm, tương tự như cách mà VTV Cap đã làm, có bị coi là đăng tải thông tin sai sự thật. Chiều ngày 15 tháng 8, VTV Cap đã xóa bài viết nói trên mà không có lời giải thích nào. BBC nhắc lại, ở Việt Nam, việc phát tán thông tin trên mạng có thể bị xử phạt nếu cơ quan chức năng kết luận đó là thông tin xuyên tạc, sai sự thật. Trong những năm qua, đã có nhiều người bị xử phạt, thậm chí là bị xử lý hình sự khi đưa ra các thông tin lên mạng xã hội mà cơ quan chức năng kết luận là sai sự thật, là xuyên tạc, gây dư luận xấu. Tảng đá giống hình sư Minh Tuệ đã khiến hai người bị xử phạt. BBC bình luận, trên thực tế, cơ quan chức năng chỉ xử phạt các thông tin mà họ cho là xấu và sai sự thật, xuyên tạc. Việc đăng tải thông tin sai sự thật mà có nội dung theo họ là tốt thì có thể không bị xử phạt. Đánh giá về trào lưu này, BBC dẫn bài viết ngày 13 tháng 8 của báo VN Express. Trong đó có nêu ý kiến của Thạc sĩ Lê Anh Túc, trường Đại học Văn Lang, Sài Gòn, cho rằng nguyên nhân trào lưu này trở nên phổ biến là vì đã chạm đến lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của từng người dân, trong đó có thế hệ trẻ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng trào lưu này có thể gây tác động xấu tới môi trường. BBC dẫn bài viết của ông Đặng Văn Thuận trên Facebook cá nhân. Sơn trên bề mặt tôn, ngói, bằng hình thức sơn xì, rất thủ công như thế này, cùng dưới cái nắng nhiệt độ thường xuyên trên dưới 40 độ ở Việt Nam, khiến lớp sơn này rất dễ bị hư hoại. Và các hóa chất này sẽ thấm xuống nước, xuống đất. Cuối cùng, chúng đi đâu? Chúng vào cơ thể các vật nuôi, vào cây cối, vào thực phẩm và vào cơ thể của chúng ta. Theo BBC, không ít người cho rằng việc sơn mái nhà như vậy là một phong trào nặng về hình thức, không có giá trị thực tế, tạo nên lòng tự hào sáo rỗng. Từ góc độ chính quyền cũng đã có những ý kiến đánh giá cẩn trọng hơn về trào lưu này. BBC dẫn bài viết ngày 15 tháng 8 trên báo Thanh Niên, bà Lê Thị Thúy, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Yên Định nói, việc vẽ cờ tổ quốc lên mái nhà là trào lưu, nhưng trào lưu lấy hình ảnh cờ tổ quốc gắn lên như thế thì không đúng về mặt tuyên truyền. Cờ tổ quốc là phải được treo ở nơi trang trọng, chứ không phải chỗ nào cũng tự ý vẽ hay treo lên được. Vẫn theo BBC, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có quy định liên quan tới quốc kỳ, cụ thể Điều 351 nêu, người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin ảnh giả nổi bật nhất trong trào lưu sơn cờ nóc nhà. Dư luận xung quanh việc Bộ Công an đề xuất giảm mức phạt nồng độ cồn. Ngày 13 tháng 8, AFA tiếng Việt có bài bình luận sao Bộ Công an phải đề xuất giảm tiền phạt về mức nồng độ cồn. Theo đó, trong dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ vừa công bố, Bộ Công an đề xuất giảm tiền xử phạt vi phạm nồng độ cồn mức 1 đối với người điều khiển ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng được đưa ra sau khi Bộ Công an tiếp nhận ý kiến của một số bộ, ngành và người dân. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Cụ thể, Bộ Công an cho biết dự kiến hạ mức phạt vi phạm nồng độ cồn với người lái xe ô tô từ 6 tới 8 triệu đồng xuống còn 800.000 đến 1 triệu đồng.
Người điều khiển các phương tiện khác nếu vi phạm nồng độ cồn cũng có mức phạt giảm đáng kể. AFA dẫn nhận định của luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia Việt Nam, nhận định. Vừa rồi, Bộ Công an đưa ra đề xuất hạ mức phạt của hành vi có nồng độ cồn theo hướng dễ thở hơn so với trước. Tôi thấy điều này làm dư luận rất quan tâm. Dự thảo này cũng bổ sung quy định điểm trừ vào giấy phép lái xe đối với tất cả các hành vi vi phạm nồng độ cồn, tức là đưa ra thêm một chế tài. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, đề xuất giảm mức phạt vi phạm nồng độ cồn cần phải tham khảo thêm ý kiến của người dân và có thể điều chỉnh cho phù hợp. Luật sư Hậu cho biết thêm, tôi nghĩ cũng rất khó có chuyện người điều khiển xe sẽ chủ quan vì rõ ràng là vẫn bị phạt. Vấn đề không phải là phạt nhiều hay ít, mà là sự bất tiện khi bị giữ giấy phép lái xe. Chưa kể bây giờ còn bị thêm điểm trừ của giấy phép lái xe. Tôi cho rằng trừ điểm giấy phép lái xe hiệu quả hơn là phạt tiền. Hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ. AFA cho hay Bộ Công an giải thích thêm với báo chí nhà nước rằng đề xuất giảm tiền xử phạt vi phạm nồng độ cồn mức 1 đối với người điều khiển giao thông vì có nhiều ý kiến và Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo một người đàn ông khỏe mạnh uống một ly rượu trong vòng 1 giờ thì nồng độ cồn đo được là dưới mức 0,35mg trên 1 lít khí thở và dưới 50mg trên 1ml máu. Các nghiên cứu khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy lượng nhỏ rượu bia có thể không gây ảnh hưởng quá lớn đến khả năng lái xe. AFA dẫn ý kiến của một lái xe ở Hà Nội cho biết, theo tôi nghĩ giảm như thế là hợp lý vì người dân có khi đi làm ban ngày mệt mỏi, tối về uống cốc rượu, cốc bia cho giãn xương giãn cốt. Nhưng sáng hôm sau đi làm thì vẫn còn một tí nồng độ cồn. Hình ảnh hai người đàn ông uống bia hơi trong một dịp festival bia hàng năm ở Hà Nội. AFA cũng dẫn một cựu đại úy công an nêu vấn đề công an quản lý và thao túng tất cả về kinh tế xã hội có phát triển hay không. Chính phủ đã sử dụng Bộ Công an để điều chỉnh vấn đề này. Nhưng đã thấy, tất cả các ngành nghề kinh tế bây giờ sụp hết, phá sản nhiều, vấn đề nồng độ cồn đã kéo theo vấn đề kinh doanh rượu bia, ăn nhậu sẽ bị đình trệ, kinh tế sẽ không phát triển vì họ đã đưa nồng độ cồn về tuyệt đối bằng không, nếu không sẽ bị phạt rất nặng. Điều này đã làm thay đổi tất cả nền kinh tế, vị cựu đại úy công an nhận định dưới một góc nhìn khác. AFA trích dẫn bài viết hồi tháng 9 năm 2023 của một hãng tin quốc tế cho rằng việc người Việt uống rượu bia ít hơn đã ngay lập tức tác động tới những thương hiệu lớn. Đơn cử, nhà sản xuất bia lớn nhất Việt Nam là Heineken đã giảm dự báo doanh thu cho năm 2024 tại Việt Nam của hãng này. Hãng bia cũng cho biết hơn một nửa mức giảm tiêu thụ bia của hãng trong nửa đầu năm 2023 là từ thị trường Việt Nam và Nigeria. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin ý kiến dư luận xung quanh việc Bộ Công an đề xuất giảm mức phạt nồng độ cồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.